Rồi. Module của em có cái mạch của em có 5 module. Đầu tiên là led vải thanh. Thứ hai là em dùng một cái biến tở đọc ADC hiển thị led vải thanh, đọc giá trị điện áp. Thứ ba là lắp đơn, thứ tư là relay theo bấm. Thì nguồn nút em dùng nguồn 12V. Nguồn 12V này thì qua một con 7805 để 12V một chiều xoay chiều một chiều, một chiều. qua 805 để làm nguồn cho pick này, lắp vải thanh với là lắp đơn. Còn len dùng len 2V. Nếu mà bắn ngược nguồn là tức là cháy. Không cháy, em có diode Đưa bảo vệ hay đưa nắn dò? diode bảo vệ. Rồi bây giờ em cho chạy từ module 1, thứ nhất là module gì? Đầu tiên em cho chạy module led vải thanh. Thì ở đây là em dùng mỗi module một chương trình. Rồi không sao. Hai dây một màu đỏ đấy, thì biết dây nào? Em hết cái đỏ em làm một cái băng dính dính này. À, băng dính tức là màu đen. Là Băng dính là dương. dương, à có băng dính là dương. Thầy sao băng dính dán thêm cái tờ giấy nước chấm cộng vào đấy có thể tốt. Đây là các bạn. Đầu tiên là em cho nó chạy linh tinh tinh xong đếm từ 0 đến 9 9 9 9. Thường như thì ban đầu rồi biết led vải thanh thì ta sẽ cho chạy để kiểm tra, nên người ta sẽ kiểm tra tất cả các led. Đếm thì không đến 9.000 9. Mất mất điện rồi. rồi. À, lỏng nguồn à. Rồi, bài led vải thanh qua. Thế mỗi một lần nạp là cứ phải rút nguồn của mạch ra. Em rút không được, không rút cũng được. À thế à, thế thấy rút thì ai biết được. Bây giờ em test IC. Bóp cái chân vào rồi cắt nó dùng nguồn đấy nhỉ. Khi mình xoay biến trở lên này thì giá trị điện áp sẽ hiện lên ở đây. Quay dịch thằng đây, quay thằng bên cứ bình tĩnh thôi, nó xoay nhanh quá không nhìn thấy. À em hiển thị đơn vị là vôn à? Vôn. À, váy to to lên nào. Tối đa là nó hiện lên bao nhiêu vôn? 5 vôn. 5 vôn. Rồi, bài ADC qua. Bây giờ quay toàn cảnh thỉnh thoảng cho mặt tác giả vào nhé, bởi vì thầy sẽ áp lên YouTube. Đầu tiên định dùng làm một cái cành hát vui, nhưng mà cần chưa chạy nên là
em làm em bấm một nút thì nó sẽ hiện lên một số rồi. Về cứ chứng minh được là em làm chủ cái nút bấm là được. Em bấm nút đầu tiên thì nó cho một hai em dùng bốn nút à. Rồi thế là được rồi. Bấm qua. Cái mạch nạp em dùng là mạch nạp gì đấy? Em dùng mạch nạp Bernay. Bernay à? Thế bây giờ thầy muốn dùng mạch nạp Fitkit 2 cũng được. Cắm chung vào đấy vẫn được. Thì chân nạp on box là nhập. Cơ bản là bạn nên thiết kế cái chuẩn ghép nối có giống với nhau hay không? Ví dụ Bernay mà cái chuẩn cắm nó khác với Fitkit, bạn ấy mà thiết kế khác với Fitkit thì mình không cắm được. Bây giờ lắp đơn ạ. Em làm 8 hiệu ứng. Rồi, lấy đơn qua. Còn một cái rơ le nữa. Các bạn bên dưới mà có mạch nha, là ghi sẵn là vào một tờ giấy là thông tin cá nhân của mình này cộng với những cái module nào mình đã làm đấy, ghi đấy để tí thầy ký vào cái module đấy là để về thầy xác nhận điểm cho em. Lúc nãy em quên là mình ghép cho nó trực quan mà thôi, nghe tiếng được. Thế đây là một cái dưa le đóng hay hai cái dưa le đóng? Đầu tiên là hai cái cùng đóng, sau đó thì từng cái đóng. Em cốt thì nó nhìn cho em quên làm cái led. À đấy à. Được rồi, nghe này chắc là dưa le đóng rồi chứ không phải bạn người gõ. Rồi dưa le qua. Em hết luôn. Rồi hết. Rồi rồi mấy thì mấy môn tất cả nhỉ? Led về thanh là 1 này. ADC là 2 này.